Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, báo chí Nhật Bản đã cho rằng là từ ngày huấn luyện viên Akira Nishino sang Thái Lan cho đến nay thì ngọn lửa nhiệt huyết ở trong ông đang giảm dần. Nhận xét này được đưa ra không chỉ dựa trên những gì mà ông Akira Nishino đã nói với báo chí Nhật Bản mà họ còn căn cứ vào những động thái mà ông đã làm với bóng đá Thái Lan. Mới đây nhất chính là phát biểu của ông trên tờ AFC News khiến cho báo chí Thái Lan đã phải trích lại bài đăng này để chỉ trích ông. Ông Akira Nishino đã nói với AFC News rằng mục tiêu của U23 Thái Lan là kiếm suất dự Olympic Tokyo 2020, nhưng cơ hội cho Thái Lan là rất ít. Song song với đó là ông khen các đội cùng bảng mạnh hơn. Không biết rằng AFC News có cắt gọt bớt những phát biểu của ông Akira Nishino hay không, nhưng đến thời điểm này mà đăng đàn nói như thế thì thật là bất lợi cho bản thân ông lẫn tinh thần của toàn đội cùng với hàng triệu người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Còn nhớ những ngày đầu tiên đến Manila của Philippines cùng với U22 để dự SEA Games với mục tiêu là bảo vệ ngôi vô địch bóng đá nam. Nhưng nhìn huấn luyện viên Akira Nishino thì người ta có thể thấy rất là mệt mỏi và uể oải, không có chút sinh khí của người cầm quân để truyền lửa cho các học trò của mình. Thay vào đó chỉ là những lời than, nào là than chất lượng sân kém, nào là than sân tập xa, nào là kế hoạch không thể thực thi được chót lọt. Và kết quả là đội tuyển U22 Thái Lan nhập cuộc rất chậm, và cho đến lúc nóng máy thì cũng vừa mới là trận cuối cùng mà họ kết thúc vòng bảng khi hòa Việt Nam với tỷ số 2-2 và bị loại. Trước đó thì lượt trận đầu tiên họ cũng thua Indonesia với tỷ số 0-2, một kết quả rất bất ngờ đối với người hâm mộ Thái Lan. Trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2020, khi mà đội chủ nhà đang đứng trước hàng loạt chấn thương và cần lấp đầy bằng mặt bằng tinh thần, thì huấn luyện viên Akira Nishino lại phát biểu theo kiểu khó có cửa đạt mục tiêu. Với những gì đang diễn ra ở các cấp độ đội tuyển của Thái Lan và những gì mà ông Akira Nishino đang làm nản tinh thần của binh sĩ thì có lẽ là huấn luyện viên người Nhật này khó có thể thọ lâu được trên đất Thái Lan. Ở tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, cả đội U23 Việt Nam lẫn U23 Thái Lan đều có chung mục tiêu phấn đấu là giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Nhưng có vẻ như cách giải quyết vấn đề của hai ông thầy của hai đội tuyển này đang có sự trái ngược nhau. Với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, ngay sau khi vô địch SEA Games thì chỉ nghỉ ngơi đúng 2 ngày, ông Park Hang-seo và các học trò đã lên đường sang Hàn Quốc để có chuyến tập huấn 10 ngày. Rạng sáng ngày 14 tháng 12, đội tuyển U23 Việt Nam đã tập trung ở sân bay Nội Bài để lên máy bay và mọi việc diễn ra khá gấp gáp và hối hả. Quang Hải mặc dù mới lành lặn sau chấn thương vẫn sẽ là con át chủ bài của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đây là cầu thủ Việt Nam thi đấu nhiều nhất trong 2 năm 2018 và 2019, trung bình cứ xấp xỉ 60 trận một năm. Rốt cuộc anh đã bị chấn thương sau một va chạm nhẹ tại vòng bảng của SEA Games trong trận đấu với U22 Singapore. Trong khi đó thì ông thầy người Nhật Bản Akira Nishino lại đang chủ trương là cho các cầu thủ trẻ của Thái Lan rời xa bóng đá một thời gian để phục hồi thể lực và tìm lại cảm giác chơi bóng. Đáng nói nhất đó chính là huấn luyện viên Akira Nishino còn cho xả trại sau thất bại tại SEA Games. U22 Thái Lan kết thúc hành trình SEA Games 30 sớm hơn dự kiến và xách vali về nước vào ngày 6 tháng 12. Ngay lập tức thì huấn luyện viên Akira Nishino cho các cầu thủ được trở về nhà để nghỉ ngơi. Chiến lược gia người Nhật Bản quyết định triệu tập lên tuyển U23 Thái Lan vào ngày 26 tháng 12, tức là cầu thủ của họ được nghỉ ngơi tới 20 ngày. Vừa kết thúc khoảng 3 tuần nghỉ ngơi thì các cầu thủ Thái Lan còn được nghỉ 2 ngày là ngày 31 tháng 12 và ngày 1 tháng 1 năm 2020 để chào đón năm mới. U22 Thái Lan chỉ tập trung trở lại vào ngày 2 tháng 1 năm 2020 để thực sự bắt tay vào hành trình chuẩn bị cho giải U23 châu Á 2020 được tổ chức ở ngay sân nhà. Trong khi đó ngày 8 tháng 1 năm 2020 họ đã phải gặp U23 Bahrain ở trong trận khai mạc của giải. Thành phần của U23 Thái Lan dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 có bổ sung khá nhiều cầu thủ sau thất bại tại SEA Games vừa qua. Và đến giờ cũng không ít người thắc mắc rằng ông Akira Nishino tập luyện và lắp ráp đội hình vào lúc nào. Dường như là ông Akira Nishino rất tự tin khi cho rằng tôi nhận thức rõ về những lo ngại trong việc chuẩn bị chiến thuật và muốn có sự phát triển nội lực cho một thời gian dài. Nhưng nếu các cầu thủ đến trại tập trung với điều kiện thể chất không tốt, không được nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ có nguy cơ gặp chấn thương. Và điều đó chắc chắn là không tốt để chuẩn bị cho một giải đấu. Khi ban tổ chức SEA Games 30 công bố lịch thi đấu, chính ông Akira Nishino cũng từng nói là lịch thi đấu ở giải này không phù hợp cho các cầu thủ chuyên nghiệp. Số cầu thủ theo quy định được tham dự ở SEA Games 30 là quá ít, trong khi mật độ các trận đấu thì lại dày đặc, cứ 2 ngày lại có một trận.
Nếu như ông Park Hang-seo và các cộng sự miệt mài tập luyện và uốn nắn cho các học trò của mình từng động tác, thì ông thầy người Nhật Bản lại khác hoàn toàn. Tôi muốn thấy các cầu thủ trở lại tập trung với một cảm giác mới mẻ, như khởi đầu mới với những cảm xúc mới. Tôi nghĩ rằng làm như thế sẽ thúc giục cho các cầu thủ mong muốn được tập luyện và khát khao được thi đấu nhiều hơn nữa. Vừa mới nhận thất bại đau đớn ở một giải đấu khu vực, thay vì tập luyện thì U23 Thái Lan lại xả trại tới hơn 20 ngày, rồi chỉ tập luyện chừng 10 ngày mà lại nghĩ đến việc có được tấm vé đi Olympic Tokyo 2020 thì có lẽ là điều quá mới mẻ mà ông Akira Nishino đem đến. Với các quốc gia có nền bóng đá tiên tiến, khi các cầu thủ đã hoàn chỉnh kỹ thuật, chiến thuật ở cấp câu lạc bộ thì các huấn luyện viên vẫn áp dụng cách này cho đội tuyển. Cả ông Akira Nishino và ông Park Hang-seo đều là những huấn luyện viên có đẳng cấp, cho nên có lẽ phải chờ đến hết ngày 16 tháng 1 năm 2020 khi mà vòng bảng kết thúc thì xem kết quả của chủ nhà U23 Thái Lan và U23 Việt Nam thì cổ động viên hai nước mới có thể đưa ra kết luận cho riêng mình được. Trước mắt thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ là một giải đấu cực kỳ khó khăn và đây là lúc mà họ cần phải nhìn vào ký ức vui vẻ để trở nên lạc quan rằng các đối thủ sắp tới cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, cũng không có gì quá ghê gớm cả. Dù gì đi nữa thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang là đương kim Á quân của giải đấu này và với những thành tích đạt được sau kỳ tích trên đất Thường Châu gần 2 năm về trước thì tất cả các đội bóng châu Á cũng đang cực kỳ thận trọng trước Việt Nam. Nói đâu xa chính U23 UAE, đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á sắp tới, chắc chắn là họ sẽ chuẩn bị rất kỹ bởi đội tuyển quốc gia UAE vừa mới bị thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hạ gục cách đây chưa lâu. U23 Việt Nam hiện tại đã thiếu đi rất nhiều những ngôi sao đã từng cùng nhau đưa bóng đá Việt Nam tới kỳ tích tầm châu Á gần 2 năm về trước. Nhưng thay thế vào đó, họ vẫn còn đầy đủ những ngôi sao trẻ từng tàn sát U23 Thái Lan đến tận 4-0 ở trên sân Mỹ Đình gần 1 năm về trước để mở ra cánh cửa đến với vòng chung kết U23 châu Á lần này. Nhìn vào đó, bóng đá Việt Nam có thể thấy được cánh cửa để ít nhất là vượt qua được vòng đấu bảng. Cái ngày 26 tháng 3 định mệnh ở trên sân Mỹ Đình ấy đã mở màn cho U23 Việt Nam, đó là một bàn thắng sớm của Hà Đức Chinh từ một đường truyền sắc sảo của Văn Hậu. Văn Hậu sẽ từ trời Âu theo dõi các đồng đội của mình thi đấu ở trên đất Thái, nhưng Hà Đức Chinh thì vẫn còn đó sau màn trình diễn xuất sắc ở SEA Games 30. Và quan trọng nhất, những cầu thủ đã ghi bàn vào lưới Thái Lan là Hoàng Đức, Thành Trung và Thanh Sơn đã sẵn sàng cùng với thầy Park xuất chiến. Trận đấu ấy, U23 Việt Nam bước vào trận với tâm lý khá nặng nề, không chỉ bởi đối thủ là đại kình địch Thái Lan, không chỉ bởi là nếu như nhận được kết quả hòa là U23 Việt Nam sẽ bị loại, mà còn bởi sự kỳ vọng cực lớn vào đội hình sẽ thay thế các đàn anh dự SEA Games 30 cũng như là bảo vệ ngôi Á quân ở giải U23 châu Á. Trận đấu ấy, U23 Thái Lan mới là đội được đánh giá là cửa trên và không ai nghĩ rằng là các học trò của ông Park Hang-seo lại dám chơi tấn công mạnh mẽ đến như thế, ghi bàn sớm đến như thế và dễ dàng đè bẹp đối phương với tỷ số đậm đà đến như thế. Quả tình là sự chênh lệch giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam là không quá lớn như kết quả trận đấu đã diễn ra. Nhưng kết quả ấy là thành quả của không những một đội hình gắn kết, quyết tâm mà nó còn đến từ sự xuất thần của những cá nhân kiệt xuất ở trong đội hình. Hai cá nhân kiệt xuất của U23 Việt Nam trong trận đấu ấy phải kể đến Đình Trọng và Quang Hải. Không phải tự nhiên mà cho dù Đình Trọng vẫn chưa khỏi hẳn chấn thương nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đưa anh vào đội hình ra sân. Và trung vệ này đã phải chơi cho đến hết trận dù không ít lần tỏ ra đau đớn ở trên sân. Sự già dặn, kinh nghiệm và bản lĩnh của trung vệ này đã khiến cho mọi đợt tấn công của U23 Thái Lan đều vô nghĩa trước hàng thủ Việt Nam. Nên nhớ là rất có thể ngay trong trận đối đầu với U23 UAE sắp tới, Đình Trọng sẽ có màn tái xuất cùng với thủ môn Bùi Tiến Dũng, Tấn Sinh, Thành Trung sẽ dựng lại hàng thủ tường đồng vách thép đã từng làm trước U23 Thái Lan. Nói đến trận thắng 4-0 trước U23 Thái Lan, không thể không nhắc đến màn trình diễn kiệt xuất của Quang Hải. Xem lại trận đấu ấy sẽ không ít người phải gai người với những pha đi bóng và chuyền bóng khiến cho đối phương chỉ còn biết há hốc mồm thán phục. Đấy là pha đi bóng từ gần giữa sân biến 4 cầu thủ của Thái Lan thành nạn nhân với series đi bóng lắt léo trước khi căng ngang ngược ra cho Hoàng Đức tung chân trái để kết thúc hiểm hóc trong một tư thế cực kỳ ngon ăn để nâng tỷ số lên 2-0. Đó là một cú chuyền bóng dường như là có mắt ở sau lưng theo kiểu đá của cầu mây cho Thanh Thịnh băng xuống biên cực kỳ dễ dàng rồi trả ngược lại cho Thanh Sơn sửa lòng ấn định tỷ số 4-0. Trận đấu ấy đã biến Mỹ Đình trở thành một sân khấu riêng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, biến 90 phút bóng lăn trở thành một bữa tiệc của riêng người hâm mộ Việt Nam. Và chắc hẳn là không ai quên được cái ôm mà thầy Park đã dành riêng cho Đình Trọng cũng như là nụ cười rạng rỡ của Quang Hải. Với trận thắng trước U23 Thái Lan ấy,
Việt Nam đã bước qua đấu trường Đông Nam Á để thêm lần nữa chinh phục châu Á. Và lối chơi tấn công đẹp mắt ấy, chứ không phải là lối chơi bóng thận trọng là đặc sản của huấn luyện viên Park Hang-seo, mới là thứ bóng đá mà ông thầy người Hàn Quốc đem đến Thái Lan lần này, và sẽ thêm lần nữa khiến cho cả châu Á phải kinh ngạc. Bất chấp phong độ có phần không ổn định ở trong thời gian vừa qua, nhưng Nguyễn Quang Hải vẫn sẽ là cái tên được chờ đợi nhiều nhất ở U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Giải đấu sắp diễn ra trên đất Thái Lan mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Quang Hải. Hai năm trước, vòng chung kết U23 châu Á 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc, Quang Hải đã tỏa sáng rực rỡ và góp công lớn đưa U23 Việt Nam vào tới tận trận chung kết. Pha sút phạt thành bàn của Quang Hải vào lưới của U23 Uzbekistan nằm trong top 8 bàn thắng mang tính biểu tượng của giải đấu và cũng là đỉnh cao màn trình diễn của anh. Kể từ đây, Quang Hải đã vươn lên để trở thành ngôi sao sáng nhất suốt 2 năm qua của bóng đá Việt Nam. Gắn liền với đó, danh tiếng, tiền bạc và mọi thứ đã đổ về. Tiền vệ sinh năm 1997 là một trong những cầu thủ có thu nhập từ hoạt động quảng cáo nhiều nhất trong năm qua. Chỉ trước đó khoảng một năm thôi thì Quang Hải còn là cái tên mà ít người biết tới ở đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 2017. Dù được giới chuyên môn đánh giá rất cao, nhưng anh cũng không giành được vị trí chính thức dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Mà chỉ cho tới khi huấn luyện viên Park Hang-seo xuất hiện thì cơ hội của Quang Hải mới thực sự đến và anh đã không bỏ lỡ. Hai năm qua, Quang Hải là cầu thủ thi đấu nhiều nhất, không vắng mặt ở hầu như toàn bộ các trận đấu của các đội tuyển quốc gia, từ U23 tới đội tuyển Việt Nam. Dù huấn luyện viên Park Hang-seo luôn đề cao yếu tố tập thể, nhưng không khó để thấy rằng Quang Hải luôn chiếm một vị trí ở trong mọi biến thể của các sơ đồ chiến thuật mà ông Park đã xây dựng. Tại SEA Games 30, Quang Hải từng được chờ đợi là sẽ là đầu tàu để đưa U22 Việt Nam tới tấm huy chương vàng lịch sử. Tuy nhiên, việc phải cày ải quá nhiều đã ảnh hưởng đến phong độ của tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội. Quang Hải chỉ chơi trọn vẹn 90 phút ở trận đấu của U22 Việt Nam với Indonesia ở trong vòng bảng và sau đó thì nghỉ thi đấu vì dính chấn thương trong trận gặp U22 Singapore. Và kể từ thời điểm trên, huấn luyện viên Park Hang-seo luôn đặt anh trong chế độ chăm sóc đặc biệt để nhằm giúp cho Quang Hải sớm bình phục chấn thương. Không khó nhận thấy rằng Quang Hải vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, đặc biệt là trong bối cảnh mà mục tiêu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo đặt ra là rất cao, đó là một suất tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản vào mùa hè năm sau. Thách thức đặt ra với U23 Việt Nam là rất lớn khi mà các đối thủ ở bảng D đều bằng hoặc là nhỉnh hơn chúng ta. Vai trò của Quang Hải càng trở nên quan trọng hơn khi mà đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay so với giải đấu cách đây 2 năm đã mất đi một loạt những cầu thủ giàu kinh nghiệm chinh chiến như là Lương Xuân Trường, Công Phượng hay là Văn Toàn, mà thay vào đó là những gương mặt trẻ hơn, thua sút về kinh nghiệm thi đấu quốc tế. U22 Việt Nam đã từng giành chiến thắng tại SEA Games 30 dù không cần Quang Hải phải tỏa sáng, nhưng đó là giải đấu mà đối thủ của U22 Việt Nam chỉ là những đội bóng ở trong khu vực Đông Nam Á có trình độ tương đồng hoặc là yếu hơn chúng ta. Vòng chung kết U23 châu Á sẽ ở một đẳng cấp khác, cho nên là sẽ không quá nếu như cho rằng thành tích của U23 Việt Nam sẽ phụ thuộc đáng kể vào phong độ của Quang Hải. Sự trở lại của anh sẽ trở nên vô cùng quan trọng đối với U23 Việt Nam. Mới đây, trang chủ của AFC cũng đã có bài phỏng vấn Quang Hải. Điều đó cũng phản ánh một thực tế rằng anh chính là cái tên nổi bật nhất trong đội hình U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Với tư cách là Á quân cũng khiến cho U23 Việt Nam tạo ra được sức hút và sự chú ý lớn từ các đối thủ ở châu lục. Đó thực sự là một sức ép đối với Quang Hải và các đồng đội. Tuy vậy, người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn luôn cổ vũ hết mình để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có thể đạt được thành tích tốt nhất tại giải đấu này. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.